vô nhóm mà ghét ông đó không ưa, tại cái mặt láo láo rồi cái kiểu cái câu hay nói á, phánh tướng kiểu vậy đó, là tự nguyện hai đứa tự dụ nhau đó, đó vậy được rồi. Ở Sài Gòn đúng không? Ở Sài Gòn chứ không lẽ ở đâu mà buổi sáng không không ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Ngồi trong toilet một lần một tiếng mấy đồng hồ à, cái đó xấu đó. Mỗi lần ngồi xong đi ra em hỏi ê mày làm như mày thích cái mùi toilet lắm không, thích ngửi mùi lắm không, mày mối rồi chiết xuất ra thành dầu thơm cho mày xịt nha. Mà sao kêu mày tao vậy? Ở nhà tụi em à, hay chọc đó. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Hả? Con đi đâu đây? Dạ con chào cô. Ê, ê cô gì cô? Chào bạn. Chị, đi đâu đây? Kêu cô quen rồi, chào quý vị khán giả. Giờ đi đâu? Giờ, giờ vô thấy an tâm thì giờ con kêu vợ. Rồi ok, vô nha. Nó rần rần vậy. Ui, vô nhỏ ơi. Trời ơi, ai vậy? Cô, chào cô mình ơi. Chào. Ê, không có chào cô. Chào cô chị. Rồi mời hai em ngồi. Trời ơi, che mặt lên nhục quá. Cưới nhau lâu rồi mà tham gia vợ chồng son. Mới thấy được cô dâu Đại Ngọc Trâm. Chương trình này có hai loại son. Dạ. Son là có thể son từ 1 năm, 5 năm. Dạ. Nhưng mà còn cái son nữa là cho dù sống mấy chục năm đi chăng nữa thì hai vợ chồng lúc nào cũng dành cái tình cảm thiệt là son cho đó. Nhau. Son là gì nè, Trâm lúc nào nhìn chồng cũng vậy là say đắm á. Kiểu vậy đó, còn chồng lúc nào nhìn vợ cũng đó, đó thèm khát cái kiểu vậy. Dạ, đó. Quang, Quang nhìn vợ thèm khát. Đắm coi. Nhìn coi. Thôi. Thèm cái gì á chứ. À. Chưa bao giờ làm vậy hết cô, thiệt. Thôi nắm tay cái coi. Sao đó, đó, đó. Nắm nắm tay thì có nắm không? Nắm tay thì được, chứ dạ. Mà kêu nhìn thèm khát thì ghê. Dạ, lời nói đầu tiên cho đàng hoàng nha. Đàng lời nói đầu tiên cho Hoàng Mèo gửi tới quý cô bác anh chị, quý khán giả đang xem đài truyền hình. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Dạ, xin chào cô Dân. Chị Dân. Đó, dạ, anh Thuận nha, anh Thuận. Chị Dân với lại anh Quốc Thuận. Thuận. Đó, nó vậy đó. Và toàn thể quý vị khán giả đang ở trong khán phòng. Mày xả đi Hoàng ơi. Bút. Trời ơi, cô phải nói không được luôn. Mày Hoàng Mèo như tuổi nè. Dạ. Thôi để giới thiệu được. Nó sinh năm 1979. Bằng tuổi anh Bin. Dạ, bằng tuổi với anh Bin. Cũng xin lỗi quý vị khán giả, tại sao mình với Hoàng Mèo cứ gọi nhau trên sóng truyền hình là tôi với bạn mày tao. Thì quý vị khán giả cũng thông cảm giùm. Tại vì hai đứa ở ngoài cũng là cũng khá là thân với nhau. Rồi bây giờ tới em đó Trâm. Lời đầu tiên cho phép Đại Ngọc Trâm gửi đến quý vị khán giả đang xem đài, quý vị khán giả tại trường quay, chị Hồng Vân và anh Bin, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Bây giờ em bao nhiêu tuổi, công việc em là gì? Vui lắm nói tuổi ngại quá. Thôi nhỏ hơn Hoàng Mèo nhiêu? 4 tuổi. Công việc hiện tại đó là Đại Ngọc Trâm là một người mẹ của hai em bé rất là tuyệt vời. Và công việc chính bây giờ là diễn viên và quản lý cho anh Hoàng Mèo, đúng không? Có đang học đạo diễn nữa cô. Rồi bây giờ nè, anh Bin. Không, thật sự đó, giờ đó. Mình là biết bạn với Trâm. Dạ em hiểu mà. Cái lần đầu gặp gỡ. Cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ như thế nào? Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bơ vơ. Thôi, đó là lúc anh Lộc còn sống cô cái làm một cô cái... nữa kìa. Khán giả ta nhắc. Làm một cái kịch thông điệp xanh là nói về chặt phá cây rừng á thì em là đóng vai lâm tặc. Rồi xong cái bả được vé vô coi. Rồi sau này gặp bả mới nói vậy cô. Cái này nhìn bố láo thiệt chứ. Mà bạn hồi đó là bạn cạo đầu đúng không? Cạo đầu chọc xong rồi để râu ria vậy đó. Kể rồi biết không nhớ gì. Thì ngay từ thôi kể đi. Thôi kể đi Trâm. Là vậy, ngày xưa em học trong trường á, hai diễn viên thì anh Trâm, anh Hữu Lộc á mới vô kiếm đào để diễn tấu hài. Vô nhóm mà ghét ông đó không ưa, tại cái mặt láo láo rồi cái kiểu cho trôi lúc cái câu hay nói á, phánh tướng. Kiểu vậy đó. Rồi xong sau này diễn một thời gian đó. Cái đi tới Chăm Ba diễn á, để cái tivi là chiếu là cái vở kịch đó là tình cờ lúc đó em mới nhớ là a thì ra thì có gặp ông này trước đó một năm rồi là không ưa rồi đã ghét rồi bây giờ vô nhóm diễn chung nữa rồi ghét nữa. Sao mà từ ghét mà thành để ý nhau và thương nhau?
Ngày xưa lúc mới vô diễn nhóm anh Chùm á, ba mẹ của ông cũng lên phụ Nụ Cười Mới, làm này làm kia. Thì thấy ông đối xử, cách đối xử với ba mẹ, đối xử với ba mẹ thì rất là có hiếu, rất là lo cho ba mẹ chu đáo lắm. Thành thử ra từ đó rồi em cảm nhận lại là hình như là mình đánh giá về con người này bị sai rồi. Không có như mình nghĩ. Hồi suốt. Chúc mừng. Dạ. Rồi. Đó, rồi từ đó em mới thay đổi cách nhìn, thay đổi cái quan điểm của mình, thử tìm hiểu ổng coi làm sao, thử tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều nữa coi làm sao. Thì khi nói chuyện nhiều thì thấy thì ổng cũng dễ thương, ổng được nhiều đồng nghiệp, nhiều anh chị em trong nghề quý lắm. Hoàng á, Hoàng gặp Châm á, Hoàng có thích liền không? Gái đẹp mà cô thì đàn ông mới đầu nhìn cũng khoái khoái cô. Lúc đó xong cũng đi diễn cái tiểu phẩm Nụ Hôn. Có hôn nhau, nhưng mà cái hôn đó là chỉ là hôn theo kỹ thuật đó cô, để đây nè cô. Đó, thấy khán giả vỗ tay. Xong cái này không phải con đề nghị cho cô. Ấy đề nghị, nếu mà bây giờ mình bỏ tay ra mà mình hôn thiệt để mình coi cái cảm giác nó sao được không anh? Ủi, phải liền đúng không? Nghe đề liền. Nghị phải liền đúng không? Chơi liền. Trời ơi, gái đẹp đề nghị mà. Làm cái khán giả của ta quá trời luôn. Được bên gala bầu chọn là nụ hôn nóng bỏng nhất trong gala. Cái lúc mà trong nó khi mà rút cái tay ra hôn á, cái cảm giác của con đó là sao? Dạ, nổi da gà cô. Đã đúng không? Dạ. Trâm sao? Cảm giác Trâm. Không, em thì bình thường, không có cảm giác gì á. Trời ơi. Trời ơi, bây giờ mới biết luôn hả? Thì về có cảm giác nhớ Nhung chọc đào Trâm không? Thì cũng chưa đâu. Tại vì một đêm đâu phải diễn một suất đâu. Đúng. Nhiều rồi. Khi chạy 4 năm suất mà hung thiệt 4 năm lần luôn á. Thì lúc đó làm sao? 12 lần. Hung 12 lần. Một đêm á, đêm tối. Thì mấy lần mà diễn ngay lễ tình nhân 14 tháng 2 rồi đó. Em thì trong lúc diễn thì em không có cảm nhận cái điều đó. Em thấy rất là bình thường. Tại vì mình diễn mà. Quan trọng là cái hiệu ứng khán giả. Khán giả vỗ tay càng nhiều là mày là nghe, em... Bạn nghe chưa Hoàng? Nghe rồi Thuận à. Sao tự nhiên mình hỏi rồi đi định đốt nhà người ta vậy? Khùng quá. Ủa, à. Mà thiệt hả? Thiệt. Đến bao lâu thì Hoàng mới tỏ tình với đàn 100? Tới khi mà là ổng ôm hôn em ngoài hồn rùa là lúc đó cái nụ hôn đó em mới cảm giác là nó. Nhưng mà có trước tình đó là Hoàng nó cũng đã tỏ tình với. Nói em nghe. Rồi đúng không? Dạ không cũng phải. Có nhưng mà chỉ là nắm tay rồi đi chơi, ngồi sau xe rồi ôm ổng thôi, chứ không có một cái nụ hôn nào mà thực sự là làm cho em cảm thấy cái đó là tình yêu. Mà lúc đó mấy giờ? Cũng khuya, cũng phải 12 giờ mấy một. Mà sao mà từ con gan như vậy con phóng vô lần hôn nhỏ. Cơ hội ngàn năm có một mà cô. Mẹ vợ cũng bán cũng trễ đó cô. Tại vì cô mẹ vợ thương lắm đúng không? Đi nhậu cô hồi đó mà sinh viên chở để về. Rồi này lên lầu con ra con nói cặp kẹ. Kẹ với mẹ. Cô Thảo, con là con nói cô rồi cô cứ yên tâm. Chăm đi diễn với lại anh Lộc với anh Long với con rồi cô cứ yên tâm không chuyện gì xảy ra đâu. Nếu mà có chuyện gì xảy ra con sẽ là người nói cô đầu tiên. Con cặp cô đi đó, cho nên là sau đó thì miễn sao là đưa về nhà thôi rồi yên tâm rồi không bị sức mẻ sức đầu mẻ chán rồi là mẹ Thảo phải yên tâm liền đó, cho nên là thừa cơ hội thì hung thôi. Hay Hoàng với Dâm, tôi hỏi thiệt này nghe. Hai bạn á, hồi xưa là đi diễn chứ anh Trâm á, anh Hữu Lộc á, đi diễn là không phải là diễn ở thành phố mà thường xuyên đi show tỉnh đúng không? Và lúc đó hai đứa có khi nào mà ở chung phòng với nhau không? Có anh Trâm thì anh cho ở một cái phòng, gái thì ở phòng riêng, còn ba anh em thì ở phòng nhưng riêng. Mà hai bạn có đi chung với nhau đi xa không? Tôi mệt lắm này, nó rà nhiều đi lắm, xa, nó đi xa lắm. Quá sớm vậy. Nó là hỏi những cái chuyện riêng á. Tự phòng riêng hả? Trời ơi, dạ cô. Ai cũng nghĩ cũng như ổng cái gì á. Nói nghe nè Hoàng với Trâm, cái lần đầu tiên á. Lần tiên sao? Nó sao? Trâm bị đặt ra. Ở tỉnh là không có chuyện đó rồi đó. Không thể được, là bởi vì thứ nhất là chị đi diễn. Đúng rồi. Rồi đi du lịch xa. Du lịch xa dĩ nhiên cũng làm gì làm chứ ông nào. Hai bạn cái đêm đầu tiên đến với nhau như thế nào? Trời tự nhiên. Trời ơi, tự nhiên vô xấu. Bỏ ngạch gì vậy ông nội? Hai đứa đó thích tắm. Cái đó không thích mới là lạ đó. Rồi sao, cái đêm đó có lãng mạn không? Cũng... ok. Nói chung là cả hai đều biết hết đó cô. Là tự nguyện luôn đúng không? Là tự nguyện. Hai đứa tự dụ nhau. Tự dụ nhau. Ở Sài Gòn đúng không? Ở Sài Gòn. Chứ không lẽ ở đâu?
mà buổi sáng không không có ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Cái đứa thứ gì là để cái gì là buổi sáng buổi sáng nó mà hay quá không nhưng, hay nhưng mà không? Nhưng mà biết có một thời điểm mà hai đứa giận nhau nè đúng dạ, không dạ. Thời điểm giận nhau mà hơi bị dài luôn dạ đúng dạ. Rồi giận đã... nhau gần một năm luôn trước khi cưới. Đợt đó em chia tay xong là em xin nghỉ nhóm chung luôn. Không làm nữa tại sợ mà không làm nữa dính nữa chứ là không muốn gặp mặt dạ. Rồi cái khoảng gần năm sau cái anh Chum điện thoại, anh Chum kêu thôi Chum ơi giúp anh đi, anh thiếu đào quá, giúp anh đi cái tour tỉnh đợt này. Là đi nguyên một dính dọc lại. Dính lại. Ê Hoàng Hoàng, cái thời gian đó bạn sao? Không có thằng đàn ông nào mà chia tay mà vui cười hớn hở phải lúc phải đó buồn chứ không cô. Lúc đó bạn cảm nghĩ như thế nào khi mất Chum? Thì buồn. Cô con mà buồn, con không bao giờ tìm cái rượu bia hết. Con mà buồn là con chỉ có nghe nhạc, đi mua phim về nhà coi. Con đi mua phim về mà nó nói bà này, bà nói là sau này khi mà mày chết đi á thì tao không cần bỏ trà trấu cái gì mà để ám mùi cô hiểu không? Tao chỉ cần nhét hết tất cả phim vô là bảo đảm cái mùi của trong cái phim á là ám hết mùi đó luôn, là chèn hòm đó là mày yên tâm. Nhưng mà nguyên nhân tại sao mà chia tay? Đơn giản cô, nói chung là con biết ức chế chuyện gì. Trời ơi đơn giản, chia tay đơn giản thì tôi bị khùng mà chia tay đơn giản. Tức nước dở bờ lại chuyện gì nào cô? Diễn xong về ghé vô ăn, không mà kêu một cái lẩu. Bà này mới thèm là heo quay. Trễ rồi, khuya mà trời mưa nữa cô. Thì con mới chợt nhớ là có một cái tiệm heo quay đậu nằm ở trên đường Đinh Tiên Hoàng ngay cái cầu của cô. Vừa tới nói xong đó, xa lắm. Là trên trời mưa là con đi tới đó mua sống lòng hứng hở về tới nơi mặt chủ ụ con không biết hiểu tại sao. Xong rồi bắt đầu nói thôi tôi anh chia tay đi, tôi muốn mệt mỏi quá rồi, anh con người anh nó kỳ cục quá, nghe lời hết rồi xong rồi chia tay. Con hiểu tại vì ổng không hiểu ý em mà em không có muốn ổng đi, mưa gió nguy hiểm nữa mà thôi, họ thèm bữa nay không ăn được thì mai ăn được, mà nhất quyết phải đi cho bằng được. Lẫy mà đó, giống như là mua đóng heo quay về dằn vô trong mặt. Ê mà cái đó không có nha, cái đó con cô cái đó là con thật sự là muốn cho bà ăn. Bà là thèm cái món mà heo quay kho với lại cải chua. Lúc mà con quen bà là con cũng hay thường làm món đó cho bà ăn. Bây giờ cưới nhau rồi có hai mặt con là con hết làm rồi. Có một cái miếng heo quay mà cái là hai đứa không hiểu nhau. Thật mà ra là, nhau là luôn trước đó. Đó có nhiều chuyện rồi chàng ly á con rồi xong rồi. Tại sao ông này không hiểu mình, không nghe lời mình, ông cứ làm sao đâu á. Nói chung là bây giờ hai bạn là quá hạnh phúc rồi, có trai có gái đầy đủ, có bây giờ ở với nhau cũng đã mấy năm, cưới 10 năm quen 6 năm. Chăm bây giờ cái tật xấu của bạn này á nhiều không Chăm? Nhiều lắm Bin ơi. Lúc yêu đẹp lắm, lãng dạ, mạn đúng đồ. Rồi đẹp lãng mạn lắm, về không hiểu sao mà nằm kế bên là ban đêm ngáy mà ngáy banh phòng luôn, ngáy không ai ngủ banh nhà lòng nóc chợ luôn dạ. Bây giờ còn ngáy không? Còn một cái tật xấu rất là kinh dị luôn mà em không biết là tất cả những người đàn ông khác có hay không nha. Ngồi trong toilet một lần một tiếng mấy đồng hồ. Cái đó xấu đó. Mỗi lần ngồi xong đi ra em hỏi ê mày, như mày thích cái mùi toilet lắm không, thích ngửi mùi lắm không, mày mỗi lần chiết xuất ra thành dầu thơm cho mày xịt nha. Mày sao kêu mày tao vậy? Ở nhà tụi em hay chọc bình giống... thường kêu mày tao giỡn thì được nghe, mà gây lộn mà mày tao là không yên với em đâu. Có nghĩa là giống vợ chồng đậu á, dễ thương. Ông ê mà ông ngồi toilet ông làm gì, ông ngồi một tiếng chồng vậy? Hồi trước là đọc báo cô, còn giờ lướt Facebook. Sau này Facebook độ khoảng năm hay năm nay thì không phải là Facebook nữa mà là chơi điện tử. Ngồi mà nó nói mà em trễ giờ quay luôn á tại giọng. Chẳng hạn nói trễ giờ quay rồi không ngồi im thì con có biết đâu, con cũng ngồi im luôn đó. Rồi có thêm cái tật nữa nè, thầy hay chối á, hay cãi, nói cái gì ra là phải cãi cho mình đúng thì thôi. Hay lắm. Không phải cô, tại vì có những cái mà đó. Phải thực ra đâu phải là mình sai hết đâu cô hiểu không? Khi mà bà nói thì cái chuyện đó là con sai đó, nhưng mà để xảy ra cái chuyện đó thì trước đó là tại vì bạn vậy nè, cho nên tôi mới bị vậy chứ đâu phải là tại gì đâu. Rồi. Cũng thấy là ông hay cãi thiệt. Có thì có thì có là có rồi đúng không? Rồi có hay cãi. Nó nhận nó cũng cãi đó. Thì có tại vì tôi có vậy đó. Không, Hoàng nó nổi tiếng là ăn mặc rất là chất, rất là sạch sẽ đúng không? Cho nên ở nhà anh ấy rất là ngăn nắp luôn. Không hề. Trời ơi, ở nhà là bài kinh khủng luôn nha. Thay cái quần cái áo nhiều khi em để cái sọt sẵn ở đó là chỉ có thay xong rồi quăng vô cái sọt thôi. Mà vẫn quăng ra ngoài đường. Nó rớt ra ngoài. Vẫn quăng ra ngoài đường. Cãi nữa. Đậu xa nó vậy rồi thì nó là
đó, chị nói là thôi để lát nữa rồi mình có đi toilet gì mình đi ngang qua cái cửa lụm lên, tại nó nằm ngay cửa thì mình lấy mình bỏ vô, mình vừa quăng cái thì nó rớt ra ngoài, xong rồi bỏ lên ngay trường hợp. Thôi không hề ha. Trời ơi, nhiều bữa đi làm tới tối khuya em về luôn em vẫn thấy cái quần cái áo nằm ở dưới đó. Không vô toilet đó. Nhiều khi ăn uống hay là làm cái gì dơ lấy khăn giấy lau tay lau mặt rồi xong thả tại chỗ luôn, không dục vô thùng rác. Nghe hỏi cái gì cũng hỏi. Nhưng có những cái mà đơn giản nó cũng hỏi nữa. Hay hỏi ở đây nó là vậy nè cô, tại vì không bao giờ mà con làm mà bả sẽ đồng ý là chỗ đó là ok, cho nên là con lương trước vụ đó, con hiểu không? Con phải hỏi đơn giản. Cô con nói chuyện ngày hôm qua dọn nhà về cái kệ với lại cái tủ lạnh em hả? Tủ lạnh đựng quần áo. Tủ đựng quần áo ra. Ông khiêng năm cái cục này để qua bên chỗ cái tủ lạnh với lại cái kệ mà đựng thuốc cho tôi, để bên đây đi. Kỳ lắm á, cái đó nó không vô luôn, tí vậy ngay tầm nhìn mình coi tivi sao tự nhiên thấy nguyên đống đồ vậy? Để qua đi. Bà chị vợ ngồi kế bên, chăm cái đó chị thấy kỳ lắm á, nó không được đâu, không có được. Dọn qua đi. Ok rồi xong dọn năm cục qua xong cái tự nhiên bà đứng giống như đứng giờ thôi dọn lại đi mà chính vì như vậy cô hiểu không, chính vì như vậy cứ mỗi lần làm bất cứ một cái chuyện gì trong gia đình là phải hỏi ừ tôi sẵn vậy con kể luôn đi, còn có cái tật gì xấu nữa, còn cái tật gì nữa ngoài cái tật đó? Lì gì cô? Lì, rất lì. Có nghĩa là ví dụ như mình giận thì mình đã là vợ chồng mình yêu nhau tới nước này rồi, hai đứa con rồi, nhưng giận xong cái cho anh xin lỗi nha, im, tối ngủ ôm, tại người ta nói ôm là sẽ giải quyết, ôm gồng không thọt vô được luôn á, đúng không? Không thọt vô được luôn cô, đúng rồi. Giờ thì kỳ quá, không nói chuyện, qua ngày hôm sau nói chuyện, nhắn tin con không trả lời luôn, cái là nhắn tin lại đã chán nhau rồi thôi thì mình giải thoát cho nhau đi. Còn có con nhắn lại cái gì vậy? Thì bảo với nó là ngày xưa lúc tôi quen ông, tôi yêu ông, mỗi lần tôi làm gì sai á là ông hay cũng như là lúc đó mình hay gọi là mình lì mặt, mình nói ờ anh xin lỗi em gì vậy chị, trai mặt trai á, trai mặt lì cỡ nào được. Giờ con thấy càng nhắn hình như là bả càng nói lại, mà chính vì cái càng nói lại thì sẽ con nghĩ là cảm giác nó sẽ cách xa nặng nề hơn. Chẳng thay giờ mình im lặng bình tĩnh mà lại nói chuyện, đúng không? Đúng chưa? Cái tật bệnh cô, hay chia sẻ những điều buồn phiền lên Facebook. Bạn con đây là cô, dám bảo đảm luôn, bạn con chắc chắn biết mình buồn thì chẳng hạn như là mình ghi một cái chữ gì đó nó ok, hôm nay tôi buồn, tại sao trên đời đối xử tôi như vậy là ok rồi. Không, còn cái này buồn rất ngộ, buồn mà vẫn phải lên mạng kiếm một cái hình để nó phù hợp. Phù hợp với nỗi buồn. Nhưng mà rảnh. Ủa vậy là sao ta? Ủa vậy là buồn hay là không buồn, hay là buồn có nội dung hay là buồn gì? Tôi muốn đi đâu đó thật xa, cái là có cái tâm hình, có con đường, có một con đường xa, có một người đeo cái ba lô quẩy mà đứng xa thiệt xa. Mà cách tìm cũng dữ lắm. Thôi, nói mà cái thời gian mà tìm mấy tấm hình đó là hết là buồn rồi, bớt buồn rồi. Thì là bớt buồn rồi mà vẫn để một cái ta tết buồn. Diễn viên mà thì mỗi lần bà này buồn là đây ông này là vô nhắn tin gì mày. Thôi bà Liên vợ bạn không, ủa gì vậy anh sao để chuyện đó, Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn, chị Phượng, ê mày đừng làm như vậy, có một con vợ mà như con Trâm là khó lắm nha. Chửi nhỏ. Giống như là em xin lỗi với mẹ, mày làm gì vậy trời. Mong muốn một điều thay đổi duy nhất, con mong là Trâm thay đổi cái gì? Bà này chỉ đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Tại vì bà ấy suy nghĩ là tôi sinh ra trên cõi đời này là tôi sai, số tôi là số sinh ra là không đúng, tôi mang lại cái xui xẻo cho ông, cho nên là tôi cảm giác như tôi là người có lỗi với ông. Trời đất, đó, sao tiêu cực dữ vậy? Dạ, sao cố thiệt mà cố. Bà đã từng nói là bà nghĩ tới chuyện tự tử luôn á. Dạ. Cả nghĩ quá đó. Không, không, theo mình nghĩ thì có khi nào Trâm đang rơi vào cái trường hợp trong cái giai đoạn là bị nó gần như là trầm cảm. Mới đây thôi. Là trước đó nhiều lắm rồi cô. Bao lâu? Lâu lắm đó cô. Ngay cả lúc mà mang thai đứa thứ nhất cũng vậy. Sau đó tất cả những công việc làm ăn thì bà cứ cảm giác như nó không được trôi chảy. Thì bà cứ nghĩ là tại vì bà làm
cái gì cũng sai. Bao bỏ giờ cái tư tưởng nó đi. Đúng rồi. Đúng rồi, tại vì phải bôi, phải xóa, phải dạ. delete ngay và liền. Em cũng đang cố gắng làm cái điều đó. Ủa, Trâm rồi Trâm có muốn Hoàng thay đổi gì không? Không, con giờ hoàn thiện rồi. Không, mới gần đây thôi. Mới gần đây, cách đây chừng khoảng gần năm á. Đỡ được chút, chứ trước đây là cũng còn vô tư, vô tâm lắm. Bây giờ ở trong nhà của hai đứa, đứa nào là trụ cột? Quán Xuyến là trụ cột đúng không? Đó thì con là trụ cột của gia đình. Trách nhiệm con gánh nó nặng lắm. Trong đó là có hai đứa con. Rồi có một chồng mà tính tình rất là vui vẻ, rất là vô tư. Có nhiều khi nó vô tư nữa. Thì sao? Trong cuộc đời có những cái lúc nó không đúng ý mình. Thì thành ra là nó gần như nó không phải trầm cảm mà nó bị gì nè. Nó bị hơi bất đắc chí một chút xíu. Đó là những cái suy nghĩ mà của rất nhiều người, chứ không phải một mình Trâm suy nghĩ đâu. Con gạt bỏ cái đó đi, tại vì con càng nghĩ cái đó thì con sẽ càng bị áp lực. Đúng rồi, đúng nhiều vậy. Người bị lắm. Chỉ có điều người ta nói ra hay không nói ra, mình biết hay không biết thôi. Chứ ai cũng bị hết trơn trời đó. Chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc và sẽ có thật nhiều điều may mắn đến với gia đình của hai bạn. Nghĩ trong đầu, ôi trời, sao con bé này nó đẹp quá. Trong đĩa, ánh mắt đĩa. Đi à vào cô ấy không à? Ôi trời, mình nghĩ là làm sao mà hút được này ta? Hình như là không có cảm giác, hay là mình mất cảm giác yêu rồi ta. Em cũng sợ, không biết là mình như thế nào. Cái cùng sau này gặp bạn này kiểu như là tiến sát ái tình ấy. Rồi thôi. Là tất cả mọi thứ tim mình cứ thích. Wow. Tiếp tục là những lần sau, nằm ngủ mơ. Rồi tay khóc, ngủ sao vậy? Em mơ thấy tối hôm qua đi chơi người yêu cũ. Có lại dặn lại đung nói nguyên một ngày gì đó. Rồi quý vị, chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng thứ nhất. Xin chào hai bạn. Rồi hai chồng giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho phép em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Quách Tấn An, em năm nay 35 tuổi và hiện tại công việc của em là MC dẫn chương trình các sự kiện ngoài trời. Anh giống tài tử Hồng Kông. Trùng tên với một diễn viên, một siêu sao TVB Hồng Kông. Đây là nghệ danh của em ạ. Còn tên thiệt của em. Tên thiệt của em là Đỗ Văn An. Rồi, mời em. Dạ, em xin chào anh chị và quý vị đang xem chương trình. Em tên là Xuân Mai, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh online và học ngành nghệ thuật ạ. Là học về ngành gì? Diễn xuất hay là người mẫu hay là ca sĩ? Dạ, ca sĩ ạ. Rồi bây giờ quay ngược thời gian trở lại, lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và ấn tượng gì về nhau? Đợt đó thì trong một cái đêm giao thừa thì em nhận cái chương trình của Phú Quốc. Thì chương trình bắn pháo hoa chào đón mừng xuân. Em thấy bạn ngồi dưới khán giả thì em thấy bạn này xinh xắn quá. Đập vào mắt em cái là nghĩ trong đầu, ôi trời, sao con bé này nó đẹp quá. Trong đĩa, ánh mắt đĩa. Đi à vào cô ấy không à? Ôi trời, mình nghĩ là làm sao hút được này ta? Rất đàn ông nọ. Làm sao mà hút được? Rất đàn ông nha. Thế còn Xuân Mai thì sao? Lúc mà nghe anh giới thiệu là có ấn tượng không? Có thấy thích anh này giới thiệu không? Dạ có, giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á cô. Kiểu giống như là ảnh nghĩ em, xong rồi cái em cũng nghĩ ảnh, là xong rồi là kết luôn á cô. Rồi nó nghĩ nhau. Sau bữa đó luôn á hả? Dạ. Sao hay vậy ta? Tại vì bé Xuân Mai thì nó còn có thể nhìn được nhìn bạn này. Nhưng mà sao mà bao muôn ngàn người như vậy? Dạ. Mà cái chương trình nó đông lắm chị ơi. Là dính Xuân Mai. Bạn ngồi chỉ sau ghế đại biểu thôi, rất là gần với tầm nhìn của mình. Nhưng mà Quách Tấn An nhìn vào đôi mắt ấy, có suy nghĩ là cô ấy cũng thích mình không? Thì đó, lâu lâu em để ý rồi em cười, cái bạn cười là em nghĩ là chắc cô này kết mình rồi. Rồi sau đó làm sao? Chắc chắn phải là Quách Tấn An. Sau đó thì em phải chủ động. Em không thể chủ động được. Thứ nhất là bạn là một người khán giả, mình một người dẫn chương trình ở trên sân khấu. Kết thúc chương trình thì không biết có gặp được bạn hay không. Mà bây giờ mình không còn cách nào mình đi xuống dưới để mình xin số điện thoại bạn được. Thì em có một cái ra hiệu với một bạn kỹ thuật âm thanh ở đó. Em vẫy bạn lên kêu em giúp anh một cái là em xin số điện thoại bạn này cho anh với. Thì em mới lấy cái điện thoại của em ra. Nghe là em cứ xuống tới nơi là em cầm cái điện thoại anh, bật cái màn hình lên cho thấy hình của anh trong đó. Thì kêu là anh MC xin số điện thoại của em. Cảm giác Xuân Mai lúc đó là sao? Dạ lúc đó rung lắm cô. Mà nó kiểu như là có dòng điện nó giật trong người mình á. Bây giờ chị hỏi em nè, trong cuộc đời làm MC của em gặp nhiều những cái trường hợp như vậy không? Hay là chỉ duy nhất là đối với Xuân Mai thôi? Nhiều lần có những cái cảm xúc như vậy chưa? Không? Hai đứa đến với nhau kiểu như định mệnh đó chị. Thì đặc biệt là một cái định mệnh nữa là trước khi gặp bạn này nè, thì em á là đi làm chương trình rất là nhiều, mà cái tính em mà cái tính đoàn viên, lúc nào em cũng muốn về với gia đình á. Trong tư duy em nghĩ là
mẹ sống với mình có bao lâu đâu, thì bao nhiêu cái Tết nữa bắt buộc mình phải về quê mình chơi với mẹ. Nhưng mà cái đợt đó thì em bị thất tình, em có quen một cô kia thì 8 năm cũng tính cưới nhưng mà đứt đoạn. Đau buồn quá không còn cách nào nữa. Cái hôm đó gần gần Tết rồi thì em mới điện cho ba nuôi của em xin là Thầy Phi, ba ơi con buồn quá Tết thì cho con đi làm chương trình ở Tết đi ở đâu đó đi. Thì ba kêu bảo là hiện tại có một chương trình ở Phú Quốc. Thì đợt đó thì đi ra thì gặp đúng cô này. Chị cảm tưởng là sau khi em đã gặp bạn này á, là đêm đó là coi như em bớt đi cái nỗi buồn kia liền á. Dạ, bớt đi nỗi buồn liền. Là buồn luôn đó. Đúng thiệt, trước đó thì em có tìm hiểu một số nào bạn nào đó cũng cũng rất là xinh đẹp. Nhưng mà em nghĩ hình như là không có cảm giác, hay là mình mất cảm giác yêu rồi ta. Em cũng sợ không biết là mình như thế nào. Cái cùng sau này gặp bạn này kiểu như là tiến xét ái tình đấy. Rồi là tất cả mọi thứ tim mình cứ thích. Rồi bây giờ tôi tò mò muốn biết là cái cô gái này nè, sau khi mà đã cho số điện thoại rồi đó, và khi mà biết được anh ấy lớn hơn mình nhiều tuổi, thì lúc đó như thế nào? Cái gu của em cũng là người lớn tuổi, em không có quan trọng tuổi tác. Dạ, miễn là thương em, biết chăm sóc cho em là được. Dạ. Nhưng mà lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó là con đang đi học 12 ạ, 18 tuổi. 18 tuổi, Sau đó con với ảnh vẫn giữ liên lạc nhau, thì ảnh lên Sài Gòn. Còn con thì về Rạch Giá học. Thì Rạch Giá là quê của ba con. Mỗi tuần là anh chạy xuống thăm con một lần. Rồi vậy là xuống Rạch Giá là cứ liên tục vậy đó. Dạ. Em có nghĩ là không biết vì sao mà cái sức mạnh nó lại mãnh liệt đến như vậy. Tình yêu đó. Chỉ những ngày chủ nhật em không thể xuống thăm được, vì chủ nhật là bạn này không đi ra ngoài, ra ngoài sợ ba mẹ la, và đi chơi là biết là sợ đi ăn đòn. Nên là em chỉ xuống những ngày mà trong tuần thôi. Những ngày đó là em xuống là bạn cấp tiết học, bạn đi chơi về. Đó. Tức là bây giờ là ông bà và vợ mới biết. Lúc đó còn chưa biết luôn. Nhưng mà đến chương trình này bây giờ ông bà và vợ biết nè. Hát xong là biết nè. Tụi em yêu xa như vậy là bao lâu? Tầm một năm em ha. Một năm? Đúng một năm. Bạn ấy vừa tốt nghiệp lớp 12 xong á thì bắt đầu lên Sài Gòn ở với mẹ ở trên đây. Nhưng mà sau đó thì hai đứa có sống thử chung với nhau. Hai đứa có sống thử Dạ, có hai đứa kiểu như là yêu nhau quá, kiểu như là không muốn thể rời xa nhau nữa, thì xin ba mẹ hai bên là xin phép cho tụi em được cưới. Và sau đó thì xin phép xong được á thì lên Sài Gòn thì mới cho em sống chung. Ở dưới quê á, khi mà có con gái mới lớn mà nhất là có con gái xinh đẹp vậy nữa, ba mẹ rất là lo hay giữ gìn á. Khi mà ba mẹ biết á là Xuân Mai quen với Quách Tấn An, một cái người mà làm trong showbiz vậy nữa, thì có lo sợ không? Dạ thì lúc đầu gia đình ngăn cấm, em cũng hé hé thôi chứ em cũng không cho biết hết. Dạ thì em cũng nói là con quen anh này vậy đó, con cho coi hình vậy đó chứ con cũng không có cho biết hết. Thì sau này tìm hiểu ảnh thì gia đình không có ai ngăn cấm nữa. Ba con là nhiêu tuổi rồi? Dạ ba con năm nay 42 tuổi. Ủa vậy là lớn hơn Quách Tấn An? Ba vợ con lớn hơn con 7 tuổi. Mẹ vợ lớn hơn 5 tuổi. Lúc sinh hôn sao? Phụ huynh người ta rồi hỏi sao ta? Thì lúc đầu cũng xưng bằng cô chú, nhưng mà em nghĩ là ở dưới quê thì họ chú ta làm ăn chứ không có ăn gì như người mình. Thì nói chung là em cũng không nghĩ là họ trẻ đến như vậy á. Nghĩ là ít tuổi như vậy đúng không? Em nghĩ là ít tuổi như vậy lúc mà khi biết rồi. Ôi trời ơi, sao chỉ bằng tuổi bạn bè mình giống vậy. Rồi anh là MC, anh là người ăn nói, cái buổi cầu hôn nó có lãng mạn hay không? Bất chợt thôi, xin ba mẹ được dẫn em đi Đà Lạt này kia, tôi xin không biết là trong cái tư thế là biết có cho hay không. Sợ là không đồng ý thì không đi. Cuối cùng là khi đồng ý cái là hai đứa là bất chợt là lên xe phi đi luôn. Thì lên tới nơi thì cũng đơn giản thôi. Thì nói là em có đồng ý làm vợ anh không? Dạ. Chị chịu liền không? Dạ chịu liền ạ. Khoái lắm cô. Khoái lắm hả? Đợi luôn. Đợi cái gì đó hả? Biết bao lâu rồi đúng không? Đúng không? Rồi xong rồi tối hôm đó rồi ở Đà Lạt á, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới đúng không? Dạ đem đó. Lúc đầu con cũng sợ cô. Rồi hai đứa là cưới nhau bao lâu rồi? 2 năm ngày cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy bé rồi? Dạ có một bé ạ. Đó. Bé trai. Nhưng mà là trước đám cưới thì là có suôn sẻ không? Đám cưới thì có nhiều cái không suôn sẻ xảy ra với mình. Cái đầu tiên là chỉ còn cách 2 ngày nữa là tới vô tiệc chính cưới rồi. Bắt đầu bùng dịch. Do dịch bắt đầu mình phải ngưng. Rồi lần thứ hai thì sao? Cái lần đó thì xin cưới rồi. Nhưng mà em muốn hoãn cái đám cưới là không muốn ở với bạn này nữa. Ủa tại sao vậy? Thì bạn này bạn ghen quá. Sau khi ở chung với nhau thì thấy bạn này bạn ghen quá ghen luôn. Mà ghen với ai? Ghen với khán giả hay là ghen với những cô nàng trên Facebook? Ai em cũng ghen hết. Mà có nhiều khán giả họ mến mộ mình. Rồi chụp hình xong cứ liếc. À em đi ở này nha, con này chết em nha. Em nói rất nhiều lần cái trời ơi, người ta mến mộ mình thì người ta mới chụp hình mình chứ sao em cứ đi ra ngoài. Em thấy khó chịu quá. Cái nhiều nhất á là bạn lại ghen với người yêu cũ của em. Ủa nhưng mà mắc mới ghen.
Tức là quen rất là vô lý. Em xài cái điện thoại iPhone, tất cả những hình ảnh khi quen cô này á thì em đã xóa hết trơn rồi. Nhưng mà lâu lâu mình đăng nhập iCloud vậy á, một số hình nó sẽ lưu về, mà trong cái đó em là một người khi em chụp hình hoặc là tất cả gì đó em không bao giờ em coi lại điện thoại của em. Nhưng mà cô ấy thì cứ lướt lướt, lâu lâu cầm lại lướt lướt, lướt thấy là về buồn khóc tối khóc. Ủa em có chuyện gì em không? Ủa sao buồn khóc vậy? Tự nhiên anh quen người ta mà anh còn giữ hình ảnh như vậy, như thế này thế kia, nó rất là vô lý. Em nói nhiều bạn này lắm, kêu là hiện tại nếu như anh mà có liên lạc cái bạn cũ á thì em hãy nói. Còn đường này Facebook em có mật khẩu Zalo, có mật khẩu lâu lâu anh bận cái gì đó thì em cầm điện thoại em nói, em ơi coi điện thoại giùm anh cái, hoặc nhìn ai nhắn tin anh hoàn toàn rõ ràng với em. Cuối cùng mà cứ vậy hoài. Tiếp tục là những lần sau nằm ngủ mơ rồi tay khóc. Ủa sao vậy? Em mơ thấy tối hôm qua anh đi chơi người yêu cũ. Có lại dặn lại đung 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 nói nguyên một ngày gì đó. Khó chịu lắm luôn. Khó chịu, em đã nói hết lời rồi. Cái lần đó là em từ hôn luôn. Em chịu không nổi nữa rồi. Cái đêm đó là em mới tắt nguồn hết điện thoại, em bỏ đi. Thì ở nhà cô này 3-4 giờ sáng á, cùng với mấy đứa bạn trong nhà của em á, đi vòng vòng qua thuốc bên quận 7 này, kiếm vòng kiếm vòng ngoài đường á. Ôi nghe thấy thương quá. Thì em qua em nói với em, mẹ vợ cho con hoãn cái đám cưới này lại để cho bạn lớn chút. Thì mẹ mới nói quá trời quá đất, thì kêu là giờ suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ con đã xuống nhà xin ngày cưới rồi, mà bên nội bên ngoại đã mời đám cưới mời hết, và hai đứa làm sao cố gắng sắp xếp đi rồi để mẹ dạy bảo nó từ từ. Thì em nối lại từ ngày bắt đầu bạn hiểu ra. Trong cái thời gian mà anh quyết định từ hôn vậy thì con nói về cái tâm trạng con cái thời điểm đó như thế nào? Trời con khóc quá trời khóc luôn cô ơi. Con không ăn không uống gì trời. Con có thấy là lỗi của mình không? Không biết lỗi của con. Tại vì một phần đó là con thương ảnh quá. Kiểu giống như là không có ảnh con sống không được đó cô. Ảnh mà đi tỉnh đó, mỗi lần đi là 7-8 ngày là con nói cô là không có ảnh là con thức trắng. Đêm nào con thức trắng con ngủ không được. Tới hiện tại bây giờ cũng vậy luôn đó cô. Bây giờ là con cảm thấy là mình đã thay đổi được, mình đã lớn lên được chưa? Dạ, con có còn thay ghen đổi. Nữa không? Dạ, có ghen nhưng mà ít. Anh có cái tật xấu gì mà khi mà con đó về con làm vợ ảnh đó, đó mà... bây giờ tiết mục khui tật xấu. Dạ, tật xấu thì có một cái duy nhất là hay đánh gắm. Đó là người ruột tốt đó con. Đúng á. Còn dạ, cái nào nữa không? Dạ không, không có một tính xấu gì hết á chú. Phải không? Dạ. Trời ơi bà... Như vậy là mong muốn thay đổi gì nè? Thay đổi thì con không có mong muốn gì hơn. Cứ đánh gắm đi. Dạ. Dạ. Tại vì con thấy cuộc sống hiện tại của con rất là ổn, rất là hạnh phúc. Tờ với hoạch tân hèn. Con tật xấu nhiều lắm. Bạn này thì có cái tính, bạn nó không có kiên định về bất cứ công việc nào mà nói tới khóc. Rồi khóc nhè. Khóc nhè. Hoặc là không kiên trì nè. Khóc nhè. Khóc nhè nè. Dạ. Xong xuôi thì bạn, ủa sao khóc? Thì em thích khóc vậy đó. Ở ngang á. Thì mẹ chồng không? Có luôn. Đôi khi bạn bè em rất là nhiều đó. Nguyên một bàn dù một tiệc hoặc là mọi người tới chơi, em nói gì không vừa lòng là bạn ra mặt bắn nạt em luôn á. Em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em mong muốn vợ em á là thay đổi rất là nhiều thứ. Cái công việc của em là em phải kiên định một chút, bớt nạt nộ lại và hãy luôn luôn lắng nghe chút xíu. Còn đằng này em chỉ muốn anh luôn chiều em, còn trước mặt bạn bè anh thì em không có chăm sóc anh như thế này thế kia thì chắc chắn là anh rất là buồn. Anh nói em rất là nhiều lần, mong em sửa một chút. Hiểu cái điều anh muốn chưa? Con hứa với anh đi. Thôi em hứa. Thì em hứa với anh là em sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc và không bắt nạt anh nữa. Sau này con cũng là người của công chúng mà đúng không? Thì lúc nào cũng vậy, phải hết sức tế nhị. Khi mà người ta thấy con tôn trọng chồng mình thì có nghĩa là người ta cũng tự giác người ta phải tôn trọng chồng đúng con. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, cho nên con phải như vậy mới được. Rồi. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng. Ở bên đó là sống chung với nhau rồi, về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu nhưng ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Xong rồi cái về Việt Nam cái ảnh suy nghĩ sao anh không chịu nữa, ảnh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Tại ảnh không có cầu hôn gì đẹp quen hết, con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi không quan trọng. Xong rồi cái anh từ chối. Trong khách sạn cái ảnh tức giận, ảnh kêu là em thật là giả tạo, em thật là giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Mình tại sao lại mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao lại nói em vậy? Xong cơ anh nằm mơ anh thấy tụi mình cãi lộn. Vậy là ghen trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Tại sao Paulo lại chọn Kỳ Duyên? It's not about choose. We start dating and I start to liking her more and more.
And like, of course, I had a good impression, first impression. That was a good thing. But in that day, she avoided me. And I even think she was interested in my friend. So I told my friend, hey, you should talk to this girl. But he didn't. And then 1 week later, I talked to her and we started having a couple of dates, going for coffee. And then from that time, after 4 dates, I chose her. I see she was a good person to be with me. Yeah. I like her family, I like her style, attitude, talk. That's why I chose her. Sau bao lâu tụi con chính thức là yêu nhau từ cái hôm mà gặp nhau ở bowling? Dạ, từ lúc bowling cái ngày mới lần đầu gặp lại thì 2 tuần sau tụi con có đi chơi. 2 tuần sau đó nữa là chính thức hẹn hò. Coi như là 1 tháng đó. Vỏn vẹn 1 tháng đó. Tụi con hẹn hò nhau bao lâu rồi? Tháng 6 này là được 3 năm rồi. Wow. Dạ, cưới nhau được một... Gonna be 1 year and a half. 1 năm rưỡi. Wow. The first kiss with her, where? Where? Do you remember? Yeah, I do. It was when I drove her back home. From a coffee and a movie. And then I stopped nearby her parents' house, but like 1 kilometer earlier. And then we talking, and then I asked if I could kiss her. And then we had the first kiss. It was one month later. The feeling, your kiss, how do you feel? I think if I should do earlier, first day, second date, but it was actually perfect. I wait a little bit more because I got to know she was a good girl, good person. And the feeling was awesome. And then I drive back home, I was smiling the whole time. Yeah. Còn con thì sao? Con cũng vậy, con xong cái vô nhà cái con cũng cười, quá trời cười luôn. Mẹ con cùng sao mày cười hoài vậy? Nó có nói là con cũng chỉ cười thôi. Rồi sau đó là hai đứa như là có sống thử với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, tụi con sống với nhau khoảng chừng 8 tháng. Là tụi con cưới nhau. Gia đình con như thế nào? Dạ, lúc đầu thì bố mẹ cũng không chịu. Cũng cũng hay kêu con đi về nhà, nhưng mà tại tụi con đi Brazil về, ở bên đó là sống chung với nhau rồi. Về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu. Nhưng ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Rồi bố mẹ mới đồng ý. Cái đợt đó là con về Brazil để mà gặp gia đình của Paulo. Dạ. Rồi bố mẹ của Paulo làm sao? Bố mẹ Paulo rất là hiền, dễ thương. Nói chung là con cũng không nói chuyện được gì nhiều với lại bố mẹ của Paulo. Tại bố mẹ Paulo không nói tiếng Anh, cho nên là con không nói chuyện được nhiều. Nhưng mà họ rất là quý con. Nói chung là bố mẹ rất là hiền. Khi mà lần đầu tiên đưa bạn gái về, bố mẹ của Paulo có nhận xét gì về bạn cô bạn gái này? The first day when we came, when we fly to Brazil, she go to my parents' house with pink hair, was a little bit pink. Yes. They kind of didn't like that much, but the rest, they like it. They like it that she's not so big girl, small girl, good size for me. Cute, she smiled, she offered help for them, what she could do, maybe cooking or something like that, and so they love it. Bạn này cầu hôn em có lãng mạn không? Dạ không, con cầu hôn bao lâu trước? Con cầu hôn bao lâu trước? Thì không? It's a funny story. Tại vì cái đợt đó là, ở bên đó là dịch nổ ra, mới lo sợ về cái vấn đề visa này kia. Và lại con cũng muốn là Paulo không có phải lo về visa tourist nữa. Khi mà nếu mà cưới thì sẽ có cái thẻ định cư. Lúc đó ở trên biển thì con mới nói là hay là mình cưới đi, rồi anh sẽ có cái thẻ định cư, không còn phải lo về mấy cái vấn đề visa nữa. Con thấy nó mất tiền, nó rất là đắt. Nhưng mà anh kêu ok. Xong rồi cái về Việt Nam, cái anh suy nghĩ sao, anh không chịu nữa. Anh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Mẹ anh không có cầu hôn gì đẹp quen hết. Con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi, không quan trọng. Xong rồi cái em từ chối, thời gian sau nữa cái lại nói lại thôi mình cưới. Cho nên là con nói vậy, nó là một cái màn cầu hôn đó. Dạ, không có gì, không có gì đặc biệt. Chú nghĩ nó nghe là Paulo phải lãng mạn và cầu hôn. Dạ, Paulo không lãng mạn. Many Brazilian men, they are very romantic. I was shy. Start living alone when I travel, I start to be less shy, but with friends, with girls, I still shy and it's a bit hard to be romantic. Sometimes I try, but it's simple. Oh, but mainly Brazilian people, the men try to be more romantic. Lãng mạn nhất của anh là chỉ có những ngày lễ đi về với một bó hoa. Ồ, vậy là được rồi. Dạ. Nhưng mà con sống với một người nước ngoài á, lúc mà tụi con yêu nhau rồi sau đó là ngay cái thời điểm mà dịch luôn đúng không? Dạ. Bùng dịch luôn, cả thế giới quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng hết trơn á. Dạ. Về công việc, về tất cả mọi thứ thì cái thời điểm đó tụi con có những cái mà giận hờn hay là căng thẳng stress về cái công việc của mình không? Đợt đầu dịch tụi con vẫn ổn.
Xong rồi đợt dịch thứ hai mới là thật sự là một cú sốc rất là lớn. Công việc thì không có thu nhập trong vòng 4 tháng trời luôn. Thì cái đó nó cũng ảnh hưởng tụi con. Nhưng mà tụi con thường không có cãi nhau về vấn đề tiền bạc nhiều, không có cãi về cái vấn đề áp lực, mà chỉ cãi nhau về những cái lặt vặt li ti ở trong nhà thôi. Với lại cái thời điểm đó là cái thời điểm Paulo rơi vào trầm cảm, những cái gì mà nó nhỏ nhặt nhất Paulo cũng rất là dễ nóng giận, cho nên là cãi nhau. Sau đó thì con mới thấy là Paulo bị như vậy, cho nên là những cái chuyện nhỏ đó thì con cũng nhịn, con không có cãi lại làm cái gì hết. Và tụi con vượt qua cái thời điểm đó là mấy tháng? Cái đợt đầu dịch đó thì Paulo cũng bị nhẹ nhẹ thôi. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới bị nặng, chắc cũng phải 2 năm á. Wow. Gì hả? Dạ. Cái đợt thứ hai là bao lâu? Tầm 8 tháng đó thì em mới hiểu cái điều đó. Sau đó thì là có một cái đám cưới là hoành tráng không? Dạ, tụi em chưa làm đám cưới. Tụi em mới đăng ký kết hôn. Đúng không? Tụi em muốn đợi bố mẹ Paulo năm nay về, tụi em tổ chức đám cưới. Có dự kiến chưa? Cuối năm ạ. Vậy là khi mà hai đứa bắt đầu sống thử với nhau, có lòi ra tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là cực kỳ nóng tính, sau dịch thì còn nóng tính hơn nữa. Wow. Dạ, nóng tính với có cái là hay nặng mụn. Nặng mụn ai? Dạ, nặng mụn của chính mình. Có nặng mụn con không? Dạ không. Tắm xong thì thì thôi đi, đi ta lau khô người đi ra đi không nhìn vô gương. Xong rồi á là thấy một đống đống luôn, xong rồi nặng nặng một hồi là quên, xong rồi cái lúc mà nhận ra thì là mình đã mặt nặng bấy rồi, bày bất thư trên mặt là sao. Xong rồi buồn trầm tư, xong rồi cứ ngồi suy nghĩ và... dạ đúng rồi đó. Nhưng bây giờ cải thiện, giống như là hồi đó bị trầm cảm cũng một phần là do bị nặng mụn. Có ghen không? Trời ơi ghen lắm. Nếu mà đi bình thường, đàn ông con trai người ta nhìn, ví dụ nhìn liếc liếc nhìn sơ sơ thôi thì không sao. Nhưng mà nếu mà trình trực diện vô con luôn á, để ý thì anh sẽ lại nói chuyện với người đó. Oh. Là sao nhìn vợ tao vậy? Là kiểu vậy đó. So beautiful, I have to be jealous. Oh, có gì nữa nè? Ngủ hay bị mộng du á cô chú. Có một cái hôm mà con kiểu buồn mà bị sốc luôn á, là tại vì là hôm đó tụi con đang ở Đà Nẵng. Trong khách sạn cái anh thức dậy anh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Mà tại sao lại mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao anh lại nói em vậy? Xong kêu là anh nằm mơ thấy tụi mình cãi lộn. Không hiểu là gì ghen hơn. Trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Thật tới nỗi mà anh không biết được đâu là thật đâu là giả. Xong rồi ngày hôm sau thì anh xin lỗi, anh mới nhận ra nó là mơ. Mơ. Con đang nằm ngủ, cái anh kêu là anh thấy người đó đang nhìn tụi mình. Xong rồi cứ chỉ chỗ con sợ quá. Sợ sao không sợ? Má. Có đi tới đi lui không? Dạ có, trời ơi. Dậy xong rồi cái là đi vòng quanh nhà luôn. Anh thấy họ. Tôi quay lại hỏi là em có biết những cái người mà hay dòng ngó nhà của người khác không? Con nói là biết, giờ họ đang ở đây nè. Xong rồi quay lại ngủ, sáng ngày hôm sau hỏi lại không nhớ. Không biết gì đâu, đúng là đang ngủ mà. Nói là Paulo có một cái nỗi sợ là sợ bị ai đó vô nhà cướp đồ. Cho nên là lúc nào cũng mơ hay có trộm cướp vô nhà, cho nên rất là sợ. Bây giờ con mong Paulo thay đổi điều gì không? Con chỉ mong có một cái là bớt nóng tính lại thôi. Yeah. I just hope you let calm down more. Let jealous. Dạ, giờ tới Paulo đó. He loves to watch Chinese and Korean TV shows and every day. Còn gì nữa? Nothing else. Yeah. Cooking. She learned to cook when we start dating and live together. So because of me, she couldn't cook and she learned and she do good. Con nấu thì anh cũng khen ngon chứ. Thì con cũng nghĩ là con nấu cũng ok, tại vì con tự coi, tự học, tự nấu, cho nên là ảnh không có cái complain về điều đó đâu. Do you want her change more? No, she did already. I'm happy with her change. Yes. Quá trời là sung sướng. Ủa nhưng tụi mà con... tụi con là đã có em bé chưa? Tụi con có hai bé. Ủa hai bé là hả? Dạ, một bé trai, một bé gái. Bé cún phải không? Bé cún phải không? Dạ. Một bé mèo. You want have baby? I want yes, but if I already have my babies now. This year, next year. I think 2 or 3 years later. Oh. Con cũng muốn là ảnh, cái tâm của ảnh nó vững hơn một chút xíu thì mình mới nên có em bé. Nhưng bây giờ con thấy ảnh hơi nóng tính quá, thấy chưa có sẵn sàng. Cô nghĩ là vậy nè, lúc nào mà rảnh rảnh hai đứa về Brazil hoặc là ở đây á, con tìm một cái bác sĩ mà về cái bệnh ngủ mộng du á, mình có thể trị được. Cho bác sĩ họ tư vấn xem mình cải thiện cái tình trạng nó như thế nào. Anh lúc nào anh cũng phải hoạt động á. Khi mà ảnh mộng du là ảnh vẫn phải hoạt động trong cái giấc ngủ đó. Thành ra cái thần kinh của anh nó lúc nào nó bị căng thẳng, nó mới dịu. Cho nên là ảnh bị nóng tính đó. Theo cô nghĩ là như vậy, thành ra con cho ảnh gặp bác sĩ để mà giống như mình có những cái thuốc. Nó không còn cái tình trạng mộng du trong giấc ngủ nữa. Nghe rồi. Cảm ơn chị Duyên, cảm ơn Paulo đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúng rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ. Ủa sao đi với bạn gái rồi mà còn xin số điện thoại của gái khác nữa là sao? Hồi đó là tụi lớn lên thì mình thích quen
này cũng nợ cho vui. Tôi cầm đỡ điện thoại, có gì về hung lên lụm. Về nó gọi sao thơ bao là tự hiếu. Có nào cầm luôn điện thoại của vợ không? Học trước cũng có, cũng có. Có luôn hả? Xem phim thấy buồn cũng khóc ấy. Hoặc là nghĩ về cái chuyện buồn nào đó con khóc á. Ông nằm sát bên, ông đánh ghi mà ông không biết luôn. Đúng không? Khóc xong rồi quay ra thay ngủ mất rồi. Nó cũng vô tư quá ha. Xin mời quý vị chúng ta hãy dành tràng pháo tay để chào đón cặp đôi vợ chồng đầu tiên. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Con chào chú Thuận với cô Hồng Vân. Yeah. Con tên Nguyễn Văn Lên. Năm nay 27 tuổi. Công việc của con là làm YouTube. Hiện tại con đang ở Bình Định luôn. Kênh của Lên là như thế nào? Chia sẻ đi. Dạ, thì kênh của con là chủ yếu là làm về đề tài ẩm thực và hài hước, vui nhộn. Tên Nguyễn Văn Lên luôn. Hiện tại là kênh của con là được 944.000 người đăng ký. Wow, sắp được nút vàng rồi chị Một. Trời ơi, chúc mừng con nghe. Kênh của con bao lâu rồi? Thì kênh con làm chắc được 3 năm rồi. Ôi dạ, tới con. Dạ, con chào cô Văn, con chào chú Thuận. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Minh Nhật. Năm nay thì con 24 tuổi. Công việc hiện tại của con là bán hàng online. Bây giờ kể đi, kể cho chú nghe đi. Cái lần đầu tiên mà các con gặp nhau như thế nào? Và có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên thì con gặp ổng là đi chơi chung với bạn ở trong quán karaoke á. Thì hồi đó là ổng có chở theo một bạn gái nữa. Sau rồi là xin số điện thoại nhưng mà con không có cho. Kiểu như là mình làm giá. Ủa sao đi với bạn gái rồi mà còn xin số điện thoại của gái khác nữa là sao? Hồi đó là tụi lớn lên thì mình thích quen này cũng nợ cho vui. Nói chung hồi đó chỉ là bạn thôi. Bạn đi theo là bạn thôi, chứ chở đi theo thôi. Lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó tầm con 20, 21. Chở bạn gái theo mà xin số điện thoại của bé này, vậy thì chắc chắn là không thể nào mà xin trước mặt bạn gái được, đúng không? Kiểu như là lúc đó là con đi vệ sinh đó chú, cái ổng đi theo, ổng theo ổng chặn được nhà vệ sinh, con không cho, cái ổng không cho đi vệ sinh luôn, bác đứng cho số điện thoại rồi mới được đi vệ sinh. Trời, cái con cho đại á. Như vậy là bữa đó con cho là gì, con quá mắc cho con phải cho. Dạ, đúng rồi. Chứ không phải là gì con cảm mến gì hết. Đúng rồi. Xấu lắm mà đi. Là con lấy được số điện thoại rồi á. Là lúc ấy con còn ân cần với cái người bạn mà con đi chung không? Hay là tâm hồn con lúc đó chỉ có hướng về con bé này? Tại vì hồi đó cũng thấy mến vợ này, do lần đầu tiên gặp kiểu như tiếng sét ái tình. Mình muốn xin số cho được. Điều đó là chắc là phải gọi điện vào. Những tin chụp còn những tin liên tục mà hồi đó cũng làm vé lắm đâu có trả lời đâu. Còn khi nào thì cô ấy mới trả lời? Hôm 2-3 hôm gì đó. Lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó con 18 tuổi. Lần đầu tiên mà con gặp Lên á, con có ấn tượng gì về ổng không? Lúc đầu là không có ấn tượng gì hết. Tại vì thấy đen dưới thấy xấu quá. Nhưng mà được cái là hát hay. Thêm một cách giọng hát đó là con quay ra con tìm thử ai hát mà hay vậy. Thì không. Dạ. Đó lên con hát bài gì lên mà bài khiến cho lòng em sao xuyến hả con? Hát lại đi. Mà tuyệt vời nhất. Tới giờ con hát một bài. Thứ giờ con đi. Nói sao mà đâu giọng con hay dữ vậy. Làm vợ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi lúc mà con bắt đầu trả lời tin nhắn cho ổng rồi đó, thì bao lâu hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Dạ lúc đó thì tầm hơn một tháng, bắt đầu đi chơi riêng. Nhưng mà lúc đó là Lên làm công việc gì? Hồi đó là con làm thợ động, đồng đó làm đó. Thì mình làm đồng nào thì mình tiêu đồng đấy. Cắm điện thoại. Hả? Cắm điện thoại. Cắm điện thoại mà... dẫn đi chơi. Dẫn đi chơi với bạn thì dẫn bạn gái theo. Ví dụ như mình thiếu thì mình đỡ điện thoại mình gỡ. Nổng mấy bữa mình lên mình lụm. Lại cầm điện thoại của con hay là... Dạ, lấy điện thoại dùng trong nhậu. Ví dụ tính tiền á. Ví dụ thiếu chém hai chém mình ấy. Mình đưa vô trong quán bỏ lại kêu tôi cầm đỡ điện thoại có gì về hung lên lụm. Về nó gọi sao thơ bao là tự hiếu. Có nào cầm luôn điện thoại của vợ không? Học trước cũng có, cũng trời có luôn hả? Điện thoại con cầm bắt đầu con mượn điện thoại má. Con mượn, con nói con đi cầm hay là con làm bộ con mượn con? Con mượn, con mượn kêu cũng có mấy liên lạc rồi mượn mấy xài mấy hôm. Cưới xong mới có cô chú, cho lúc đầu là kêu mất. Thì sau cái cưới về kêu là không có hầu lâu anh cắm á. Hồi đó điện thoại con gạch mà, chơi cắm được 100, 200. Rồi có chuột lại cho nó chưa hay là cắm luôn rồi? Mất xác luôn. Mất xác luôn. Khổ dữ vậy hả? Hồi đó không có, không có tiền à. Cái lúc mà tỏ tình với cô gái này để mà muốn cô ấy làm bạn gái của mình đó, có lãng mạn không? Có mua hoa không? Hay là đó. Trời, cơ đó chuyện hoa nghĩ thấy buồn á. 8 tháng 3 với anh thay vậy con cũng nhớ đúng ngày nữa. Là con mua bó bông vô là bó bông đó 20 hay 30 gì á. Mẹ con mua vô là nó nhanh. Nó kêu trào hết chuyện ông rảnh ông mua bông làm như vậy.
Sao ông chở tôi đi ăn giống xuống nè. Mà ông tự cái mua bông mà nó nhằn mít ướt khắp lên khắp xuống. Từ lúc đó là con hết mua luôn. Một lần đó là tới giờ luôn á. Sao con gái mà lại không thích hoa? Tại vì con cảm thấy một cành thì được, chứ một bó thì hơi đắt. Rồi bây giờ những cái ngày lễ đó con tặng cái gì? Thì ngày lễ thì có tiền thì mình chiên khoán cho vợ ấy rồi. Con thấy nó thiết thực nhất luôn á. Nhưng nếu như đã có điều kiện rồi, bây giờ nếu như anh tặng cho con hoa một cành thôi. Giờ con là đã thích một bông hoa với một lời chúc là nó vui rồi. Lúc đó khó khăn quá, rồi gia đình hai bên đó có đồng ý. Mới đầu con Nguyên là con chưa có dám nhận về, tại vì là con còn đi học á. Xong cái con nghỉ học là con có dặn anh về. Mẹ hồi đó ổng điên với lại nhà con quá, nhà không ai chịu hết á. Kiểu như nó là ăn chơi. Nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc thì thấy tính được, nên là mến, cực kỳ mến luôn. Cô Nam với bà nậu là ăn cái gì là cũng kêu gọi lên lên ăn hết. Đâu lúc lên làm sao mà để cho bà mến con dữ vậy? Dạ, thì bà đeo gì là cũng lên luôn chớ. Đi khám rồi vậy, lâu lâu rồi con cũng ghé lên ngồi nói chuyện cho rồi. Bên gia đình lên thì sao? Khi mà dẫn bạn gái về nhà ra mắt thì gia đình có thích cổ không? Lúc đầu dẫn về thì ba mẹ của con thì cũng không có chịu. Có dễ thương gì mà sao không chịu? Còn đi học. Cái thứ nhất là còn đi học, thứ hai là nhìn nho con rồi vậy. Ba con đó là hồi đó chút ít à. Sợ quen rồi, đi đến hôn nhân là hai đứa không biết làm gì ăn. Anh lên dẫn con xuống á, là mẹ kêu là chùa quen gì, không biết làm gì hết, dùng cái nồi cháo heo cũng là liêm lên luôn. Cũng là cháo heo là tập ba giờ mà ba em còn cớ mà thấu mà mặt mày liêm lút mà không cháy, đốt bếp lửa nhiên lửa à, à có nghĩa là lúc ấy con dạ. Con nhúm lửa mà con nhúm không được luôn dạ, đúng rồi. Tại vì ở nhà nội là nội làm hết luôn, nội không có đỡ cô làm gì hết. Nãy giờ con không nhắc tới mẹ. Con ở với nội hồi trước thì cũng có ở với ba mẹ, xong rồi sau này thì ba mẹ kiểu như ly hôn á. Dạ, con ở dưới ba, dưới ba, dưới nội, rồi là cô, xong rồi là ba bây giờ cũng có gia đình riêng á. Hai đứa lấy nhau lâu chưa? Dạ, cũng được gần 4 năm nay. Mấy đứa rồi? Dạ, một bé. Chà, như vậy là 4 năm ở với nhau, chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái tật xấu lòi ra. Nó có ăn hiếp con không? Nói chung là vợ con thì nó cũng hơi nóng tính. Thí dụ buồn tức cái gì tự nhiên nhanh con kiếm chuyện nhỉ, cái miệng cứ lâm bấm luôn á. Có bưa móc chuyện cũ đó không? Có chuyện cớ lại mấy chuyện hồi xưa nữa chứ. Đồ. Lâu lét rồi cũng nhắc lại. Chị, ảnh là YouTuber thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những comment ở dưới. Cổ có ghen trên những cái comment của khán giả gửi cho con hay không? Hoặc là coi điện thoại kiểm soát con, điện thoại kiểm soát con. Điện thoại con. Hồi trước thì cũng có kiểm soát điện thoại cũng thường xuyên, nhưng mấy nay thì cũng công việc nhiều, với lại thì con cũng hứa với vợ là sẽ không có điều đó xảy ra. Như vậy có nghĩa là con đã rồi, xong con mới hứa là sẽ không còn nữa đúng không? Có không? Thôi để chút hỏi vợ. Đó, chắc luôn. Chắc chắn. Con lửa sao có khói đúng không? Bây giờ sao? Bây giờ con khui hay là để vợ con nói? Thôi để vợ con nói. Rồi ha. Con có mong ước vợ con thay đổi điều gì không? Chị mong vợ thay đổi về tính cách, bớt nóng nảy lại, đừng có giận cá chiếm thớt là được. Giận cá thì chiếm cá thôi. Rồi. Rồi bây giờ mời con. Anh ấy có tật xấu gì nè? Tật xấu thì nhiều lắm. Con cỡ những cái tiêu biểu. Ví dụ như là hay quên. Mỗi lần mà anh đi xe gì ấy là cái chìa khóa đỡ ở đâu là hai vợ chồng tìm xù đầu tìm không ra luôn á. Đang chơi game, tập trung chơi game mà con nói cái gì là lỗ tai bên đây qua lỗ tai là mê game. Mức độ mê game là như thế nào? Con ví dụ như con nói con đi chợ thì con nói là anh ơi em đi chợ nha. Sau cái ông cái giờ má hỏi vợ mày đâu, con đâu biết đâu, đi đâu đâu biết đâu, không quan tâm, không biết là vợ đi đâu luôn ấy. Tại vì đam mê game, không quan tâm vợ. Nhiều đêm nha chú, ví dụ như tại vì tính con cũng hay tủi thân á, kiểu cũng hay suy nghĩ cái xem phim thấy buồn cũng khóc ấy, hoặc là nghĩ về cái chuyện buồn nào đó con khóc á, ổng nằm sát bên ổng đánh game ổng không biết luôn. Đúng rồi. Khóc xong rồi quay ra thay ngủ mất rồi. Nó cũng vô tư quá ha, chơi game mà có thể là vừa bấm game vừa ngủ vậy. Không chừng á. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì ra hình như con nói quá chứ cũng được bớt được xíu. Tật xấu là mê game nè, hay quên nè, rồi còn gì nữa không? Vô tư vô tâm hình như có cả hai lần. Ngay lắm, ổng chọc mà con để tức rồi mà ổng cứ ổng có ổng chọc cho con tức thêm. Chừng nào con khác ổng ta không dỗ vậy. Như là kiểu như ổng thấy hài á, mà con đang tức mà sao con thấy hài được. Rồi bây giờ ở nhà đó là có giúp con làm việc nhà, việc cửa gì không? Dạ có, con nhờ thì làm mà con không nhờ đâu. Rồi có bừa bộn được không? Con bừa bộn hơn ổng. Như vậy là bên này bừa bộn rồi. Vậy nãy là giấu á. Bên này có bừa bộn không? Dạ đúng rồi, bừa bộn lắm. Nhưng mà là đồ đạc sẽ đầy hết. Nhưng mà là do em chưa kịp dọn mà. Con dọn xong rồi á,
Mấy bữa sau á, nó kêu ông không dọn được gì hết á. Mẹ em gơ chứ. Dọn hết rồi, nhưng tại cái tốc độ bừa của nó quá nhanh đúng không? Thành ra là gòn, thấy y như gàng. Cũ. Lúc nào mà con nhờ thì làm, còn cái lúc mà tự động làm là xin tối đi nhậu. Nhưng ví dụ như con nhờ rửa chiếc là ông hay càm ràm lắm. Chuyện đàn bà và bữa tôi rửa, nhưng mà ông nói thì ông nói nhưng mà vẫn làm. Rồi giờ con chỉ mong chồng con sửa đi. Khoan. Vụ ghen đó. Từ anh khai anh nha, không phải em khai nha. Từ đó bây giờ lỡ rồi. Em tiếp lại. Cái này cũng gọi là một cú sốc lớn trong cuộc đời con luôn á. Từ trước đến giờ con quen ổng hoặc là con cưới ổng thì con rất là tin tưởng ổng luôn. Nhưng mà cái đợt mà con sinh thằng cu được hơn 3 tháng á, là con phát hiện ổng đi hát karaoke ôm. Có cái video ở trong cái điện thoại á cô. Trời, con coi xong con bụng rưỡng tay chân luôn. Suy sụp tinh thần luôn. Nhưng mà con thấy cái gì trong đó mà con suy sụp? Thì vừa hát vừa ôm. Rồi xong sao nữa? Lúc từ là... cây khắc qua trời qua đất luôn. Có năn nỉ không? Năn nỉ, nhưng mà năn nỉ xong cái tới tối là con cũng có nghĩ là cho bây giờ chẳng lẽ cãi hoài nè. Con cứ khắc hoài, mặc dù là trong lòng còn đeo, nhưng mà cũng nói thôi em tha thứ, anh không có dạy nữa. Cái sáng con thấy tiếp một cái video nữa. Nhưng mà bạn ổng chứ không phải ổng. Cái cô vừa hỏi là anh có đi không? Cái lần này là anh có đi không? Thì ổng kêu là không, cái đây anh không có đi. Cái con không tin, cái ổng đập điện thoại. Cái con năn nỉ lại. Ông đập điện thoại dạ, luôn. Dạ đúng rồi, ông tức ông đập điện thoại. Nhưng mà cũng có mục đích á, chắc lúc đó đang cầm mua điện thoại mới mà con chưa cho nên sao á. Nói nghe nè, rồi từ hồi yêu cho tới cưới cho tới chuột lỗi rồi này kia nọ là đập mấy cái điện thoại rồi. Kế luôn cả điện thoại cắm luôn á. Kép thì còn kép cái một cái à? Với đập thì đập một cái. Còn cái nếp trượt quanh nhau luôn. À, còn cái nếp trượt quanh nhau luôn nữa. Sao? Hồi cãi nhau đi xe ấy nó nhì đây con cũng nhớ quỳnh thoại xuống mương. Hồi là tiếc quá. Mở xuống lụm xáy lại xài tiếp dạ. Xài được luôn. Như vậy là con có muốn chồng con thay đổi điều gì không? Chồng con thì hiện tại con cũng thấy như vậy là khá là ổn, chỉ có điều là hơi vô tư một xíu, hay là con không biết là do con suy nghĩ nhiều hay là do ổng vô tư nữa. Suy nghĩ nhiều. Cô thấy vậy nè, hai đứa con á, con hôm nay là 20 con lên còn 27. Đàn ông mà 27 tuổi là vẫn còn nhỏ lắm luôn, mà nữ là 24 là vẫn còn nhỏ lắm luôn. Vậy mà có đứa con nhiêu rồi? Dạ 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi là vợ con sanh lúc mà 21 tuổi đó là dạ. Coi như là không có biết đi chơi, không có được hưởng thụ một cái gì luôn á, đúng không? Dạ, nói chung là con vẫn chưa thực hiện lời hứa đó là dẫn vợ con đi tục trên mặt. Bởi vậy ha, thương vợ con nhiều hơn nữa đó, đúng không? Dạ. Đúng không? Còn vợ thì giờ chỉ mong chồng bớt vô tâm lại thôi. Vô tư thì được nha, nhưng mà vô tâm thì không được. Cho nên bây giờ con tập thói quen đi. Bất kỳ con chuẩn bị con làm một cái điều gì đó, cái con nghĩ tới vợ con, cái con của con. Mình đi nhậu với mấy ông nội này, ông nói nhậu tới 9 giờ. Hôm nay nhậu tới 9 giờ. Vậy là ngày hôm nay á là mình có cái gì hứa với vợ mình không ta? Vợ có phải phụ vợ mình làm gì không ta? Có phải hôm nay vợ mình nó có khỏe trong người không ta? Ví dụ vậy. Ví dụ tất cả những cái đó mà không vấn đề gì thì có thể mình đi bạn mình được. Nhưng mà trước đó mình phải có cái suy nghĩ đã. Rồi mình hỏi nếu vợ mình mệt trong người thôi ở nhà phụ vợ đi, ví dụ vậy đúng không con? Có, ví dụ như con đeo là ổng đi chơi với bạn là ổng kêu thôi bây giờ vợ tao con tao đeo tao ở nhà tao phụ vợ thì mấy cái đó cũng có. Đó, dạ. Thì cái đó là tập cái thôi là mình không có vô tâm đó. Thôi bây giờ gì nè, ví dụ mà bắt gặp cái video clip đó, mặc dù nó đã lâu nhưng mà hôm nay tại do lên chương trình do chú khơi lại cho nên chú cũng phải có một phần trách nhiệm với con. Nghe vô đây. Vô đây đi theo tôi vô đây. Vô đây. Chiêu trò đó chắc là chú Bin là tìm chiêu trò gì đó. Chắc là đào tạo chồng con kiến thức. Coi như là học một khóa cấp tốc đó con. Ừ. Ở đây đó. Quá trời. Em cần nói bao nhiêu? Trời. Có nói gì nữa không? Có giờ cũng chưa nói mà. Chưa nói. Để ta nói nè đó. Trước cái vụ đó thì anh cũng thấy rất là có lỗi với em. Thì cũng trước mặt chương trình đây thì anh cũng muốn nói lại một lần nữa. Là anh xin lỗi em về chuyện đó rất là nhiều luôn. Và anh hứa với em là sẽ không có cái trường hợp nào xảy ra như thế nữa. Nha em. Con nói gì? Thứ cho anh nha. Con nói gì chồng? Ở tới bây giờ á, không thể thứ rồi sợ ở tới bây giờ. Anh ơi, bây giờ cô nghĩ vậy nè, cứ mỗi một ngày lễ nào mà con thấy là cần thiết á, là con cứ làm theo lời vợ mong ước nha. Một bông hồng với lại một lời chúc. Là tuyệt vời. Ok không? Con đỡ nhắc lại được. Và chú mong là sau chương trình này các con hãy thực hiện một cái chuyến gọi là tuần trăng mật của vợ chồng mà chưa làm được thì bây giờ các con hãy làm đi. Dạ. Cố gắng để mà tạo ra những cái chuyến đi du lịch để mà bù đắp lại cho vợ con. Hay quá.
Rồi, cảm ơn hai đứa. Cảm ơn Lên với Nguyệt nghe. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại.